23 tây tháng 11, giao bò tiếp tục cho khách nhé cả nhà. Rồi, hello cả nhà. Hôm nay là tiếp tục video, hôm nay là ngày 23 tháng 11 nha. Trại bò em xin lỗi cả nhà quý khách, hôm qua ngày 22 tây hôm qua em đi chích Covid mũi 2 thành là giờ đuối quá là không có quay cho cả nhà xem được ha. Hôm nay tiếp tục chương trình là em lên cặp bộ mẹ con nha cả nhà. Bộ mẹ con ha. Mẹ Rotman nha, nghe cái kem cực khủng nha, tàn cực độ, tàn nhất luôn á. Bò này mẹ cao 1m46 nha cả nhà. 1m46 vậy ha. Còn con ngá thì 1m06 ha. Thì trước mắt cả nhà đây. Dạ, cho qua con. Con mẹ đang nuôi con thì hơi ốm nha cả nhà, hơi dẻo. Đó, con mẹ thì nó lắp man lỗ tai to. Em về thì đó, hơi tối quay lẹ cho cả nhà xem ha. Đây là xe mặt ha, đầu ha. Thì nói chung bộ mẹ con này là lứa đầu nha cả nhà, lứa đầu ha. Đó, anh chị nào mà cần kiếm Rotman á thì đây, đây là siêu phẩm tàn nhất luôn á. Bò này mập lên thì tàn nhất nha. Đó, xe mặt cả nhà xem loại ha. Xe lưng ha. Xe lưng thì hơi ốm cả nhà thấy không? Đó. Thì đúng ra nó đang nuôi con. Thì bộ chân, thì bộ chân này thì đó, bộ móng nè, móng trước sò hết ta nghe cả nhà. Đó. Rúng nè, cũng nhiều anh chị kêu em quay từ từ lại thì bữa nay em cố gắng hết sức em quay chậm cho cả nhà xem nha. Đó, vú nè, rúng vú cực kỳ hen. Nhưng mà bò này dở một cái là bộ chân sau nó quy cả nhà ha. Bò này bộ chân sau nó quy. Đó, bộ chân sau nó quy nha. Xéo rồi, thỉa dằn, đi con. Đó thì có sao em báo vậy. Bộ chân sau nó quy ha. Đó thì anh chị nào có nuôi mà nói chung cần bò sát á, vỏ béo á, về thả vườn thả rừng đó thì kiếm lợi thì ấy, bộ chân sau nó quy nha. Nhưng mà thì giá cũng yêu thương luôn ha. Con mẹ cực khủng, con mẹ đứng ngang cái gần cổ em á. Mẹ là em đo 1m45, 1m46, 1m47 gì cả nhà ha. Xương tàn dữ lắm ha. Đó thì chân cẳng móng tước thì ok, nhưng một cái chân trao thì nó quy nha nha. Đó, tước nhà tàn cực khủng ha. Rotman siêu phẩm. Rồi tiếp tục là con ngé, nhưng mà để con ngé rất độc cả nha. Đây ha, con ngé thì nghe cái kem, nghe cái kem này khoảng chừng 3 tháng rưỡi tuổi nha cả nhà. Đó, xe mặt. Đó, xe lưng cả nhà xem ha. Lưng thì bò này có 2 sái nha cả nhà. Đó, đó thì em có sao thì em báo vậy. Chân cẳng nè, móng nè, trước nè, cả nhà xem nha. Đó, con ngé này móng sau cũng cực kỳ đẹp. Đó, móng sau cực kỳ đẹp chứ không phải nó giống mẹ nó ha. Mẹ tại vì không biết cái tàn lớn quá, sát lớn quá là sao đâu. Đó, đứng qua con. Đó, trước xem video cả nhà cho em một like, đăng ký có động lực em làm video nhiều hơn tiếng nữa nha. Đó, chân cẳng móng rất ok. Xin ba con đứng mẹ con coi cây. Đó thì đấy, đó mẹ con á. Đó thì cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu mua bò cứ liên hệ hen, số điện thoại em để trên màn hình, địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cô chú anh chị nào mà có gần địa chỉ ở trong huyện hoặc trong tỉnh Bến Tre có nhu cầu cứ đến trực tiếp tại xem bò và chốt nha cả nhà. Còn anh chị nào xa cứ có gì chốt qua điện thoại ha. Đó. Thì con mẹ là cao 1m45, 1m46, 1m47 gì nha cả nhà. Thì em đo cái khung đó nó trên lệch chút xíu bị bò đi tới luôn ha. Còn ngé là 1m6 ha. Thì con ngé 3 tháng rưỡi tuổi, thì cô chú anh chị nào có gần xa có nhu cầu thì em báo giá công khai luôn, giá cực kỳ yêu thương, 34 triệu nha cả nhà. 34 triệu cho bộ siêu phẩm ha. Đó, con mẹ này đúng là chân hơi quy nha cả nhà. Chứ còn nếu mà mẹ con này mà con mẹ mà chân hỏng quy thì có thể nó lên đến vài triệu nữa đó. Con mẹ tàn nhất, em nói chung mẹ này tàn nhất ha. Đó, mẹ nè, bộ đầu hết chơi. Mới lứa đầu nha nha, Rotman nha. Rotman, đó.
man nè, đó. Đây. Đó. Thì anh chị cô chú gần xa có nhu cầu cứ alo nhé. Đó. Mẹ con cực kỳ đẹp, yêu thương. Và đây nè, tiếp tục là về bộ mẹ con ha. Đó, xe mới trở về là bộ mẹ con siêu nghe được kem ha. Thì để em quay phần mẹ con cái này xong em lên cho cả nhà xem cái bộ mẹ con siêu luôn nha. Cũng tối rồi. Rồi thì cái giá công khai em đã báo giá công khai cho cả nhà xem rồi, thì tiếp tục video á thì chiều cao em cũng báo đầy đủ, chân cẳng là ok, cũng hoàn thiện ha. Thì để em tiếp tục em báo cái bộ mẹ con siêu cho cả nhà xem nha, buổi tối. Rồi và để tiếp tục cái video ha. Em bò về hơi tối cả nhà. Nè cả nhà giòn có trang vàng nè ha. Thì em quay bộ mẹ con hơi lẹ cho cả nhà xem nha. Đó, xe mặt bò siêu nha. Mẹ thì bò siêu ha. Lưng nè. Dạ. Xe lưng nè. Đó. Cái lưng giữa nó tại vì nó ốm nó hơi trắng trắng chứ không phải sao màu nha cả nhà ha. Đó. Mẹ siêu chân cẳng móng nè, tối rồi, tối thui luôn à. Đó. Đúng rồi, không có nha cả nhà. Thì dò chết mẹ bể cống nước rồi. Rồi tiếp tục cả nhà. Nó đạp bể cống nước rồi cả nhà. Bò này thiệt. Rồi ha. Chân cẳng móng này em quay cho cả nhà xem ha. Thì bò nghé này chắc tầm được 3 tháng ha. Thì chủ nhà nói có cái bò mẹ lại tầm chừng cái lần tháng rồi nha ha. Chân cẳng nè. Thì bò này là bò mẹ em đo là 1m25 nha cả nhà, nghé 1m nha. Đó. Đây, vú nè ha, vú 4 vú điệu ta nè. Thì bò siêu ha, nghé ôm nghé cái kem. Đó, xem qua con. Đi. Đó. Chân cẳng móng là ok hết nha cả nhà. Đó, giá cả thì yêu thương nha cả nhà. Xem qua con, đi. Rồi em quay con nghé cho cả nhà xem nha. Con nghé thì F2. Biết tối quay lại lẹ cả nhà xem có kịp không nha. Đó, chân cẳng móng ha. Đây. Quên, em xin lỗi cả nhà, nãy giờ em báo con nghé cái kem báo lộn cả nhà, con nghé được kem nha. Tại quên, tối lập chụp nè. Để giờ em xem em cu cu giá nó nè. Đó, chân cẳng móng nè. Đó, nghé được kem nha. Em báo lộn nữa. Rồi. Thì con nghé là 1m nha cả nhà. Còn con mẹ thì 1m25. Đó, anh chị cô chú gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ nha. Dò trời ơi, nó ép vô nó đạp cái ống nước không. Cho qua con. Đó, con nghé mắt khó khỉnh lắm ha. Mẹ con này thì mẹ siêu, mang ôm con nghé tối quá rồi. Ôm con nghé được kem ha. Rồi ha, thì bộ mẹ con này bán em báo giá công khai là cho cả nhà 32 triệu ha. 32 triệu ha, sở hữu con bộ mẹ con nghe được siêu ấy, con mẹ siêu con nghe được kem ha. Tối thì lụp chụp tối thui rồi. Rồi thôi, có em bọn cũng quay cho cả nhà xem rồi ha. Em kết thúc video đây ha. Cả nhà anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ ha. Con nghe 1m, mẹ 1m25 nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nào có gần xa theo dõi kênh của em trong thời gian qua ha. Thì nếu mà xem kênh của em có hay cho em một like, một đăng ký cho có động lực em làm video nhiều tiền cả nhà. Thì bây giờ cũng đã 6 giờ tối rồi. Rồi em cảm ơn cả nhà. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.